Quý vị khán giả của đài truyền hình IBC đang đến với phần tin tức tổng hợp vào ngày hôm nay. Trong phần tin buổi chiều, Xứ ngôn viên Trang Lương và Thảo Ly trân trọng kính chào quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với phần điểm tin. Oregon thúc giục công chúng đeo khẩu trang tại 21 quận. Tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Joe Biden đã xuống tới mức thấp kỷ lục. Công dân của North Carolina được yêu cầu bay 4.000 dặm sang London để tìm kiếm hành lý bị thất lạc. Con trai của thẩm phán New York đã nghỉ hưu giết mẹ rồi nhảy xuống đất từ tầng 16 tòa nhà để tự tử. Điện Kremlin nói ông Putin khỏe mạnh, bác tin đồn về sức khỏe của ông. Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do Xứ ngôn viên Thảo Ly trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Thưa quý vị, bản tin đã cho biết rằng Oregon thúc giục công chúng đeo khẩu trang tại 21 quận. Được biết, giới chức y tế Oregon đã lên tiếng kêu gọi người dân 21 quận đang gia tăng số ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3 quận ở Portland đeo khẩu trang trở lại để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vì hệ thống bệnh viện của tiểu bang một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng trầm trọng. Chuyên viên dịch tễ học của Sở Y tế Oregon, bác sĩ Jen Seislinger, vào hôm thứ Tư đã yêu cầu người dân Oregon đeo khẩu trang ở nơi công cộng và cả trong nhà. Đặc biệt tại các quận có số ca nhiễm tăng cao, nhiều người có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc sống chung với người dễ bị tổn thương. Seislinger cũng đã khuyến cáo mọi người xem xét lại kế hoạch du lịch vào mùa hè để bảo vệ bản thân và cộng đồng, đặc biệt trong thời gian mà ông gọi là đầy những thử thách như hiện nay. Ông cũng nói rằng tất cả các bệnh viện trung tâm Oregon đang bị rơi vào tình trạng đông đúc bệnh nhân COVID-19. Kính thưa quý vị, công dân North Carolina đã được yêu cầu bay 4.000 dặm sang London để tìm kiếm hành lý bị thất lạc. Một công dân của North Carolina đã được yêu cầu là bay trở lại London để tìm kiếm hành lý bị thất lạc tại địa điểm ở cách đó là 4.000 dặm. Một ngày sau khi trở về nhà từ chuyến du lịch châu Âu, thì Jamie O'Grady ở North Carolina đã nhận được tin nhắn của hãng hàng không American Airlines yêu cầu ông ta tự tìm kiếm hành lý bị thất lạc đã được tìm thấy ở phi trường London Heathrow. O'Grady bị thất lạc hai chiếc vali tại Faro và đã đợi một tiếng đồng hồ tại băng truyền hành lý ở phi trường Raleigh, Durham để lấy túi xách nhưng vô ích. Trước đó thì khi đi dạo quanh Heathrow, O'Grady đã hốt hoảng khi nhìn thấy số hành lý bị bỏ lại tại phi trường. Hồi tháng 4 thì cứ 140 hành lý thì có một hành lý của hành khách đi trên các chuyến bay của hãng hàng không American Airlines bị thất lạc, cao hơn tỷ lệ túi xách bị thất lạc của Southwest, Delta và United. Hành khách đi trên các chuyến bay thời gian qua đã bị rơi vào tình trạng hỗn loạn vì số người đi lại gia tăng, trong khi ngành hàng không thiếu nhân viên trầm trọng đã làm cho các hãng hàng không hoãn giờ cất cánh hoặc hủy bỏ hàng ngàn chuyến bay, làm cho số hành lý bị thất lạc lên tới hàng ngàn chiếc. Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Joe Biden xuống mức thấp kỷ lục. Theo kết quả của cuộc thăm dò mới nhất, NPR PBS NewsHour Marist đã cho thấy tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Biden rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức. Tỷ lệ này hiện là 36%, giảm 4% so với tháng 6, đặc biệt thấp đối với đa thành viên của đảng Dân Chủ. Chỉ có 75% đảng viên đảng Dân Chủ tán thành công việc mà ông Biden đang làm. Con số này được coi là thấp so với tháng trước là 84%. Trong khi đó thì chỉ có 5% đảng viên Cộng Hòa và 28% đảng viên độc lập tán thành công việc mà Biden không thay đổi bao nhiêu so với một tháng trước đây. So sánh ông Donald Trump thì cựu tổng thống chưa bao giờ có số điểm tín nhiệm thấp như thế. Năm 2020, khoảng 56% cử tri từ 45 tuổi xuống đã ủng hộ ông Biden, nhưng trong cuộc khảo sát này, 63% nói là không tán thành công việc mà ông Biden đang làm. Chỉ có 30% tán thành so với 40% cử tri từ 45 tuổi trở lên. Hiện nay thì đảng Dân Chủ đang kiểm soát Thượng viện với tỷ lệ đa số mỏng là 50-50.
Nếu Manchin ngã về phía đảng Cộng Hòa, thì coi như chiếc chìa khóa kiểm soát Thượng viện sẽ về tay lãnh tụ đảng Cộng Hòa Mitch McConnell. Theo New York Times, CA, thì công chúng Hoa Kỳ nói họ cần có một tổng thống có tầm nhìn, lòng can đảm và nhiều quyền lực để đạt được quyền biểu quyết, chuyển đổi nhanh chóng ngành năng lượng tái tạo, chăm sóc sức khỏe toàn cầu, tiếp cận quyền phá thai và kiểm soát vũ khí tấn công. Sét đánh trang trại quân đội Georgia và một người đã bị thiệt hại, 9 người bị thương. Phát ngôn viên căn cứ quân đội Fort Gordon ở Georgia đã xác nhận sấm sét hôm thứ Tư đã đánh trúng địa điểm này làm cho một binh sĩ chết và 9 người khác thì bị thương. Tin chi tiết cho hay là sấm sét đã xảy ra khoảng 11 giờ tại Fort Gordon gần Augusta trong lúc một đơn vị quân đội tham dự cuộc diễn tập quân sự. Danh tính của binh sĩ bị thiệt mạng không được công bố cũng như tình trạng sức khỏe của những người bị thương. Theo như cơ quan dự báo thời tiết thì thợ dông gió đã xuất hiện tại khu vực trên suốt 3 ngày cuối tuần lễ này. Con trai của thẩm phán New York đã nghỉ hưu, giết mẹ rồi nhảy xuống đất từ tầng 16 tòa nhà tự tử. Con trai của một cựu thẩm phán Manhattan nổi tiếng vào hôm thứ Ba đã đánh chết người mẹ ruột trước khi nhảy từ tầng lầu 16 của tòa nhà sang trọng Upper West để East Side để mà tự tử. Cảnh sát cho biết nghi can Dodge Solomon, 26 tuổi, đã đánh chết người mẹ ruột là bà Dina Galanger, 65 tuổi, tại nhà riêng của gia đình ở East 70, đường số 79. Cha của nghi can Solomon và là chồng của bà Galanger là Charles Solomon, người đã nghỉ hưu năm 2018 sau 3 thập niên làm việc. Cảnh sát cho biết đã nhận được điện thoại báo tin khoảng 10 giờ rưỡi sáng, tìm thấy thi thể của Dodge Solomon mang nhiều vết thương khắp cơ thể nằm trên mặt đất. Thi thể của bà Galanger sau đó cũng đã được tìm thấy trong căn nhà với vết thương ở đầu. Người hàng xóm cho biết gia đình còn có một cô con gái chuẩn bị kết hôn. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Thảo Ly và Trang Lương sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật. Như bưu chính Hoa Kỳ chỉ sử dụng 40% xe thư chạy điện. 4 nghi can buôn lậu vẩy TT bị kết án tù ở Hà Nội. Bạo lực tại khu Lido Sài Gòn ở Oakland, cũng như du khách cắm trại bị gấu tấn công, chết ở Montana. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem. Thảo Ly và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và theo dõi ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Phần tin tức tiếp theo, du khách cắm trại bị gấu tấn công, thiệt mạng một người khách ở Montana. Người phụ nữ tham dự chuyến cắm trại ở Montana đã bị một con gấu tấn công và giết chết khi đang ngủ, mặc dù trước đó đã lên tiếng báo động về sự xuất hiện của con thú. Nạn nhân là bà Led Davis Locan, 65 tuổi. Y tá nghỉ hưu đến từ California đã bị một con gấu giết khi đang cắm trại ở Ovando, Montana rạng sáng ngày 6 tháng 7 năm 2021. Theo như cuộc điều tra của cảnh sát thì bà Led Davis Locan trông thấy con gấu lớn lẩn vẩn gần đó, đã lên tiếng báo động để đuổi con vật đi. Tuy nhiên thì khoảng một tiếng đồng hồ sau thì con gấu quay trở lại với chiếc lều và giết chết bà. Người chị gái của nạn nhân cùng tham dự chuyến cắm trại đang ngủ một mình ở chiếc lều phía sau không kịp cứu em gái của mình. Cảnh sát cho biết là con gấu nặng hơn 400 pound xuất hiện khoảng 3 giờ sáng từ bên ngoài chiếc lều húc vào đầu của bà Loken. Bà thức dậy cầu cứu người chung quanh và mọi người đã giúp bà xua đuổi con gấu bằng cách tạo ra tiếng động. Bà Loken ngay lập tức đưa thức ăn ra khỏi lều và trang bị một bình xịt chống gấu, từ chối lời đề nghị đến khách sạn nghỉ qua đêm vì tin rằng con gấu đã đi khỏi. Tuy nhiên thì khoảng 4 giờ sáng thì con gấu quay trở lại tấn công bà Loken, cắn đứt cổ và cột sống của nạn nhân. Con vật không tấn công người khác và đã bỏ chạy sau khi xảy ra vụ việc. Bưu chính Hoa Kỳ chỉ sử dụng 40% xe thư chạy điện. Được biết, công ty bưu chính Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã tuyên bố sẽ có ít nhất 40 xe đưa thư chạy bằng điện, tăng 30% so với tỷ lệ đã cam kết sau khi bị chính phủ Joe Biden chỉ trích gay gắt về sự chậm chạp sử dụng các phương tiện vận chuyển chạy bằng năng lượng sạch. Theo kế hoạch này, thì công ty bưu chính Hoa Kỳ sẽ mua 33.800 xe điện, với hơn một nửa đến từ Oshkosh Defense, nơi thiết kế chiếc xe điện đáp ứng theo nhu cầu của ngành bưu chính viễn thông.
Kế hoạch này được coi là các biện pháp ưu tiên trong thời điểm hiện nay vì giá xăng dầu tăng vọt. Tổng thống Biden trước đó tuyên bố rằng một nửa số xe thư sẽ được bán đi vào năm 2030 để thay vào đó là đội xe chạy bằng điện để có thể đạt mức thải khí bằng không. Bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã giới thiệu dự luật cấm cơ quan bưu chính mua xe chạy xăng dầu thải khí carbonic. Bộ trưởng Tư pháp 16 tiểu bang quận Columbia và các nhóm môi sinh hồi tháng 4 đã kiện công ty bưu chính Hoa Kỳ buộc họ ngừng mua các loại xe chạy bằng khí đốt. Điện Kremlin nói ông Putin vẫn khỏe mạnh và bác bỏ tin đồn về sức khỏe của ông. Điện Kremlin hôm thứ Năm ngày 21 tháng 7 đã nói là Tổng thống Nga Vladimir Putin có sức khỏe tốt, bác bỏ những tin tức sai sự thật cho rằng ông không khỏe và theo cách nói của họ thì sức khỏe của ông ấy tốt về mọi mặt. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời câu hỏi tại cuộc họp hạ báo hàng ngày. Quý vị biết đấy, các chuyên gia thông tin của Ukraine cũng như của Mỹ và Anh đã và đang tung ra nhiều tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe của Tổng thống trong những tháng gần đây. Đó là những tin giả và không có gì khác. Ông Peskov nói thêm, ông Putin ho hắng khi xuất hiện trước công chúng hôm 20 tháng 7 khi hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông nói rằng ông đã bị cảm nhẹ trong chuyến thăm Iran vào ngày hôm trước. Hôm qua ở Tehran rất nóng, trên 38 độ C và điều hòa nhiệt độ ở đó rất mạnh. Vì vậy thì thông cảm cho tôi nhé. Ông Putin, 69 tuổi, đã nói như vậy và được trích dẫn lại. Đệ nhất phu nhân của Ukraine kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ cấp thêm vũ khí. Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska vào ngày 19 tháng 7 kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ giúp đỡ nhiều hơn cho đất nước của bà khi Ukraine đang vất vả chống lại cuộc xâm lược kéo dài 5 tháng của Nga. Bà Zelenska nói vũ khí có thể giúp bảo đảm chiến thắng chung vĩ đại. Chúng ta hoàn toàn suy sụp khi thế giới của chúng ta bị tàn phá bởi chiến tranh. Hàng chục ngàn thế giới như vậy đã bị tàn phá ở Ukraine. Bà nói thông qua một phiên dịch trong bài phát biểu dài 15 phút đầy xúc động trước các thành viên Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Bà Zelenska, phu nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã chiếu video về những đứa trẻ mà bà nói đã bị thương hoặc thiệt mạng. Trong đó có một cậu bé 3 tuổi hiện đang ở Đức học cách sử dụng chân tay giả. Có bao nhiêu đứa trẻ như em này ở Ukraine? Bao nhiêu gia đình như thế có thể bị hủy hoại bởi chiến tranh? Đây là đấu trường sinh tử của Nga, bà nói khi nhắc đến một loạt tiểu thuyết và loạt phim cùng tên. Tôi xin quý vị cấp thêm vũ khí, những vũ khí mà sẽ không được sử dụng để gây chiến trên đất nước của người khác, mà chỉ để bảo vệ nhà mình và quyền lực thức dậy sống sót trong ngôi nhà đó, bà Zelenska đã nói. 4 nghi can buôn lậu vẩy TT bị kết án tù ở Hà Nội, tin từ Việt Nam. Tòa án Hà Nội, Việt Nam tuần qua đã kết án 3 phụ nữ và 1 người đàn ông tổng cộng là 18 năm tù vì tội vận chuyển và buôn lậu gần 1.000 kg vẩy TT, một trong những vụ buôn lậu cơ phận loài động vật hoang dã lớn nhất tại Việt Nam. Kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu là Nguyễn Thị Chính, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, bị kết án 7 năm tù, trong khi Hoàng Thị Hiền Phương ở Hà Nội bị 5 năm tù vì tội môi giới. Hai đồng phạm khác mỗi người bị phạt 2 năm tù giam. Tổ chức Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam là EVNV ước tính tổng giá trị của số vẩy TT bị tịch thu hơn 56.000 Mỹ Kim. TT là loài động vật hoang dã được bảo vệ vì nhu cầu tiêu thụ thịt và vẩy ngày càng tăng ở Trung Quốc và Việt Nam. Bạo lực tại khu Lido Sài Gòn ở Oakland. Được biết, cảnh sát Oakland của tiểu bang California vào hôm thứ Ba đã công bố một đoạn băng video cho thấy tài xế xe tải lái xe và giao thức ăn bị sát hại tại địa điểm không xa nhà của ông ở khu vực gần Lido Sài Gòn vào sáng Chủ nhật. Cảnh sát đồng thời lên tiếng kêu gọi cư dân trong vùng giúp cảnh sát bắt hung thủ đã nổ súng giết người tài xế, được tiết lộ danh tính tên là Con Patrick Fong. Con trai của bạn gái của nạn nhân nghe tiếng súng nổ, lập tức gọi người mẹ đang làm việc tại khu phố tàu ở gần Lido Sài Gòn để báo tin cho cảnh sát, nhưng ông Phương đã chết tại nơi xảy ra án mạng. Cảnh sát của Oakland xác nhận khu vực Lido Sài Gòn quy tụ nhiều người Việt Nam kinh doanh mua bán thời gian gần đây, trở thành địa điểm xảy ra nhiều vụ bạo lực nhất Oakland, nơi sinh sống của phần lớn dân nhập cư và thu nhập thấp.
Đến với phần tin tức cộng đồng, cảnh sát Orange truy nã nghi can cướp tại trạm xăng đường Chapman. Cảnh sát của Orange đang truy nã nghi can dùng súng cướp tại trạm xăng tọa lạc ở đường Chapman cuối tuần trước. Theo như cuộc điều tra ban đầu, thì nghi can cầm ván trượt bước vô trạm xăng Shell ở đường Chapman khoảng 9 giờ 45 phút sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 7. Anh ta đến quầy tính tiền rồi rút súng ra chĩa vô nhân viên thu tiền. Sau khi được nhân viên này trao tiền thì nghi can tẩu thoát mất dạng. Lần cuối cùng, các nhân chứng cho biết là đã nhìn thấy nghi can đi ván trượt có bánh xe màu hồng về hướng Tây đường Chapman. Vẫn chưa rõ được nghi can đã cướp được bao nhiêu tiền, không ai bị thương trong vụ cướp này. Xin biên viên Trang Lương vừa tường thuật đến quý vị bản tin cuối trong phần tin tổng hợp chiều nay. Chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin tiếp nối vào lúc 10 giờ tối. Trang Lương và Thảo Ly trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi cùng với một phần bảo trợ của BNT Insurance. Vâng, BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đã có mặt trên thị trường hơn 10 năm và đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng, cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thảo Ly và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin trân trọng kính chúc quý vị một ngày vô lượng, an lạc.